Văn Nhà Phố xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube là Văn Nhà Phố, kênh của Văn chuyên review giới thiệu các sản phẩm bất động sản nhiều phân khúc tại khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Và hiện tại thì Văn đang đứng tại khu tái định cư Đất Lành thành phố xã Bến Thái thành phố Nha Trang. Thì mình có thể thấy đây là trục đường số 15 thuộc khu tái định cư Đất Lành. Thì ở trục đường này thì Văn sẽ gửi đến mọi người một cái sản phẩm nằm trên cái trục đường này. Và từ vị trí của Văn, nếu mà di chuyển ra cái trục đường chính đó là đường Phong Châu thuộc khu tái định cư Đất Lành đó, thì tầm hơn 100m thôi nha mọi người. Và hướng này, hướng di chuyển bên phía tay phải của Văn thì di chuyển sẽ lên thông với lại tỉnh lộ 3 của khu vực Phước Đồng, và di chuyển ngược lại thì ra trung tâm Nha Trang và cách biển thì tầm hơn 4 km thôi. Mình có thể thấy thì hiện tại thì Văn đang đứng tại cái ngã tư, thì những cái trục đường ở cái khu tái định cư này nó sẽ thông với nhau, và di chuyển thẳng qua đây tầm hơn 400m thì mình sẽ ra được trường mầm non của thôn Đất Lành cũng như là trường tiểu học. Thì bây giờ mọi người hãy theo chân Văn tới cái sản phẩm ngày hôm nay Văn muốn gửi đến. Thì mình thấy ở đây là sẽ là trục đường nhựa 10m, và dân cư ở đây là đã mặt độ xây dựng ở cái trục đường này cũng khá là đông rồi nha mọi người. Và gần đây thì khu tái định cư Đất Lành thu hút khá là nhiều người dân muốn sinh sống về đây. Và ở đây nha mọi người, cái lô đất mình nó sẽ giáp với lại cái ngôi nhà này, với tổng diện tích của ngôi nhà của cái lô đất này sẽ là 65m², ngang 4m, và hướng của lô đất này sẽ là hướng Tây Nam, với giá là 1,5 tỷ, 90 triệu. Gia chủ muốn bán gấp nên là quý khách nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một cái lô đất cách trung tâm cũng không quá là xa thì mọi người hãy liên hệ với Văn để đi xem cái lô đất này. Phía trước sẽ là lô đất mà ngày hôm nay Văn muốn gửi đến, là ngang 4m thì tự dép bên này, di chuyển qua bên mé bên này. Ở đây sẽ có hai lô nha mọi người. Và lô đất này mình có thể thấy là cái khu vực đường số 15 này thì khá là nhiều nhà đã ở rồi, và di chuyển tầm hơn 200m thì là cái mình thấy cái bờ tôn xanh đó là thuộc của khu Giáng Hương đó, sẽ là cái khu vùng đất đó để xây biệt thự nha mọi người. Và di chuyển lên đây cái trục đường đó thì là trường tiểu học của tổ Đất Lành luôn. Và ở đây thì mình thấy nè, chỉ cách cái đường Phong Châu Đất Lành, cái trục đường chính đây, tầm hơn 100m thôi đó. Và một lô đất thì mình có thể là xây dựng theo cái ý thích của mình với cái khu vực ở đây, thì với cái giá tương đối là mềm so với lại thị trường hiện trong cái khu tái Đất Lành này. Mình sẽ quay, mình xin nhắc lại giá của cái lô đất này sẽ là 1,590 tỷ nha mọi người. Mọi người có nhu cầu muốn đi xem cái lô đất này và ở di chuyển, hiện tại thì Văn thấy ở trong cái khu tái định cư Đất Lành này thì chưa có chợ, nhưng mà chỉ thấy những cái nhà buôn bán cá nhân rất là đông đúc tại cái trục đường ở dưới đây, đường Phong Châu á, nên là và mọi người muốn sở hữu cho mình một ngôi nhà hoặc là đất tại khu tái định cư này thì hãy liên hệ cho Văn nhé.